Một giấc ngủ đôi khi là tất cả những gì chúng ta cần sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên á, trong một cái giai đoạn nào của cuộc sống á, thì cái điều đó nó giống như là một cái thứ gì đó xa xỉ và khó tìm. Trong cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái phương pháp mà hỗ trợ các bạn dễ dàng đi vào cái giấc ngủ hơn. Rồi, bắt đầu video luôn nhé. Các bạn trẻ, trong suốt tuần qua các em có nhìn lại mình không? Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời. Xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Như các bạn vừa được coi một cái đoạn video ngắn á, thì đây là một cái kênh YouTube của thầy Minh Niệm, mà nơi đó các bạn có thể tìm thấy những cái bài pháp thoại rất là bình an cho tâm hồn của mình từ những cái giọng đọc truyền cảm như là sư Minh Niệm này, MC Phan Anh hay là nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, cùng những các anh chị khác nữa đã được tuyển chọn rất là kỹ. Trước tiên giới thiệu một xíu về tác giả. Sư Minh Niệm là cái người đã viết ra cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, một trong những cuốn sách khá là kinh điển mà những cái bạn trẻ cũng như là người đọc sách lâu năm sẽ biết. Minh Niệm thì bắt đầu cái công tác gọi là thiền sư của mình năm 21 tuổi sau khi trải qua một cái biến cố, đó là cả cha và mẹ cùng qua đời trong một cái vụ tai nạn. Và hiện nay thì sư Minh Niệm đã làm trong cái công tác trị liệu tâm lý hơn 10 năm rồi. Nên những cái kiến thức của thầy chia sẻ là mang đậm những cái giá trị về chữa lành vết thương. Cái phương pháp mình muốn nói đến trong cái video này đó là các bạn hãy sử dụng những cái bài pháp thoại này để giúp mình có một cái giấc ngủ dễ dàng hơn. Các bạn hãy mở nhỏ nhỏ thôi ha, và nhớ là để chế độ máy bay khi trong suốt cái quá trình mình ngủ nha. Các bạn từ từ hòa mình vào những cái lời chia sẻ. Cái phương pháp này nó khá là dễ bởi vì nó được thực hiện trong cái lúc mà các bạn đang nằm và trong một cái khung cảnh là trời tối hoặc là đèn mờ mờ từ những cái đèn ngủ, nên nó sẽ giảm thiểu cái sự mất tập trung của các bạn. Cái phương pháp này nó cũng chỉ là một cái phương pháp mang tính chất khá là tương đối và sẽ phù hợp với một số bạn, bởi vì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái tín ngưỡng mà các bạn đang follow theo nữa. Nó đã được kiểm chứng từ những người mà đã xem cái kênh của thầy Minh Niệm, có thể là theo đạo Phật hay là không, giống như bạn thân mình. Và trên podcast cũng sẽ có những cái phần chia sẻ bằng tiếng Anh, nên các bạn vừa có thể là rèn cái khả năng nghe tiếng Anh của mình, vừa có thể là giúp trái tim của mình vững chãi hơn, rộng lớn hơn trước những sóng gió tưởng chừng là không thể vượt qua trong cái cuộc đời này. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon.